Rồi Phan xin chào tất cả anh quý vị và anh chị nha. Thì lúc hồi sáng mình có quay một cái video mà quay trực tiếp trên cái kênh YouTube của mình ha. Thì trong cái clip đó nó có một chiếc xe Jolly đời 2003 ha. Thì cái Jolly này thì Pháp Anh bán và Pháp Anh có nói là giá 75 triệu nha. Là xe này thì mình bán cách đây là cũng khá là lâu, và bây giờ mình mới thâu lại, mình bán hồi đó là bán cả trăm trăm mấy rồi đó, nói chung là cả năm hơn năm rồi. Thì khách hàng mang đổi xe và bán lại cho bên mình, thì mình có xem và thâu lại. Thì chiếc xe này cái hiện cái máy thì rất là ok, máy chuẩn ha, không bị đổ hơi nhá. Thì còn cái nội thất thì sạch sẽ, thì chủ nói chung là xe này họ cũng đi thường xuyên hàng ngày đấy, chứ không phải là cái xe mà bỏ phế đâu nha anh chị. Nước sơn thì cũng còn tương đối khoảng cỡ 70%, nước sơn zin nách cửa và xung quanh cũng còn nhiều, nói chung là còn khoảng cỡ 30-40% nha. Thì rất là nhiều anh chị thấy mình bán rẻ quá cũng sợ cũng lo đúng không. Còn về giấy tờ thì bên mình bán bao tranh chấp, xe này cũng có ủy quyền nha, có giấy ủy quyền đầy đủ hết nha. Nhưng mà muốn ủy quyền thì phải nhờ chủ trước ra ký rồi phải hủy, thì nó rất là phức tạp, rồi cũng phải rất là lòng vòng, cho nên là mình muốn bán buôn, bán chỉ có bao tranh chấp thôi, và mình cũng đưa cái ủy quyền đó cho anh chị. Và anh chị nào ví dụ như là muốn mua cái xe Jolly này mà về bán mà muốn được giá thì và muốn bán được lời hơn và để kiếm lợi nhuận ha, thì cái xe này thị trường bây giờ vẫn bán cả trăm, hơn trăm, nhưng mà mình bán có 75 triệu thôi. Còn anh chị nào ví dụ như là muốn mình ký giấy thì anh chị bỏ ra thêm 5 triệu cho Pháp Anh. Pháp Anh sẽ đi tìm chủ và Pháp Anh ký hủy, xong Pháp Anh sẽ ký ủy quyền cho anh chị nha. Thì bây giờ mình cũng không để tất cả anh em mình, bà con mình chờ lâu. Thì thật sự ra là bà con ạ, mấy cái xe mà rẻ tiền như thế này là được trước á. Là cách đây mấy tháng trước á, mình có giao cho giám đốc Quý á, thì em nó chỉ mua xong em nó sang lái nó kiếm đâu 10 triệu 5 triệu gì đó. Thì đợt này mình có nói em trai đó là nên để lại, tại có những cái xe mắc, có những cái xe rẻ, thì những cái xe rẻ đó là mình sẽ bán cho những anh chị ví dụ như là trường lái, hoặc là những anh chị mua về đi rẫy đi rừng, hoặc là những anh chị mua về đi tạm trong vòng một tuần một tháng để bán lại đúng không. Mua mấy cái xe này bán thì không có lỗ rồi, tại vì cái giá này còn gì mà lỗ nữa đúng không, người ta lỗ hết rồi. Bây giờ mình mua về mình chỉ có lời thôi, và lời như thế nào thôi, nói thì khó tin lắm. Thì bây giờ mình cũng sẽ quay và review trực tiếp trên kênh YouTube của Phan. Anh em nào thấy hay đăng ký chia sẻ mình, cho mình một cái like nha, và anh chị hãy bình luận comment bên dưới có nên bán những cái xe này và có nên review những cái xe này không. Tại vì khi mà mình quay những cái hình ảnh như thế này rất là nhiều cái trái chiều, có người kêu là mày đi mua mấy cái xe nát rồi mày đi lừa người ta. Rồi nhưng mà có người lại kêu là anh nên mua những cái xe này về bán cho những cái người nghèo và những cái người mà kinh phí ít, và những anh chị mới chơi xe, với những anh chị mới tập lái, đang cần mua xe để tập lái. Rồi nhiều anh chị muốn mua xe về đi rẫy rừng, thì đi rẫy đi rừng thì chắc chắn một điều không cần phải xe đẹp nha. Họ đi rẫy đi rừng thì chắc chắn họ chỉ cần một chiếc xe chạy ngon, máy ngon, không nằm đường là họ mua rồi đúng không. Còn những anh chị có tiền có điều kiện thì chắc chắn một điều sẽ phản bác là kêu là mày quay xe nát. Thì thật sự ra mình có xe nát, có xe đẹp, có xe lỗi, có xe xấu, có. Tại vì cái nhu cầu của tất cả trên cái đất nước Việt Nam mình nó rất là muôn màu, có người nghèo, có người khấm khá, có người giỏi, có người giàu. Nhưng mà cái bản tính của mình và cái bản chất của mình, từ cái người nghèo luôn nha, cái người mà đi phụ hồ nè đúng không, đi làm nông, làm mướn, đi bốc vác, đi cắt lúa, đi làm lung tung hết, nói chung là rất là nhiều. Cái cuộc đời con người mình là từ nghèo mình đi lên, cho nên là khi mà mình đã đoạt được cái đỉnh điểm như thế này rồi thì mình cũng không quên ơn những cái người nghèo, tại vì mình là người nghèo mà. Thôi bây giờ mình không để bà con mình chờ lâu, nói nhiều thì người ta kêu là nói nhiều ha. Thì bây giờ mình sẽ, đây là một chiếc Jolly, cũng là một cái sản phẩm thì mình có quay và review hồi sáng ha. Đó, thì động cơ 2.0 thì anh chị và con thấy nó xe người ta độ những cái đèn led ha. Bỏ xe nè anh chị nè, gài đã không? Không mâm đúc nè, bệ bước nè, xe đồ chơi rất là màu mè, rất là nhiều. Đây là những cái đồ chơi theo xe ha, đồ chơi thêm, đồ chơi thêm tem nó đẹp. Ừ.
Đây là một chiếc Jolly bản đuổi nha, chứ không phải là bản thiếu lên bánh đâu nha. Có những cái chiếc xe như thế này họ sẽ lên bánh treo. Nó bị chày một chút xíu anh chị nhìn ha. Chỗ này là dán nano rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh chị xem cái gầm một chút xíu ha. Đây gầm nè, vỏ nè. Cái gầm nè anh chị nè. Gầm được phủ phủ hết rồi. Nói chung là hồi xưa có mục người ta cũng đã làm hết rồi nha anh chị. Anh chị nhìn thấy không? Bô cũng độ bô nè ha. Camera nè, đuôi cá nè, đời này mà nó còn cả cái này nè, rất là hiếm xe nó còn mấy cái này, hầu như nó hư hết rồi, đèn còn rất là đẹp, nhà thêm, mình sẽ đẩy xe ra kia chút xíu, wow, xe nặng ghê. À, sơn zin anh chị nè, đây là sơn zin đây nha anh chị, nhìn cái chất sơn zin này nè, à, sơn zin còn nhiều mà đúng không, là phần đít cốp nè, chỉ zin nè, đúng không, chỉ zin nè, chỉ zin nè, chỉ zin theo xe nè, không có lỗi nha. Nhiều anh chị kêu bán rẻ chắc xe bị lỗi mục, nhưng mà không phải, xe này à. Xe này ký ngon lành xong cái bán cũng được giá, bán phải cái trăm đó, nhưng mà thôi lâu lâu mình mua rẻ bán rẻ, tại xe bây giờ rất là nhiều, lấy và dọn không kịp luôn anh chị. Đây là một chiếc Jolly 7 chỗ ngồi nha, sơn zin nguyên cái cốp này còn nguyên ha, đây là sơn zin nè. Anh chị nhìn cái chỉ zin nè, chỉ zin nè, đây là sơn zin nè, sơn zin nè. Xe này mình đăng lên khoảng 3 ngày mình không bán nữa, tại hôm nay nó đang nhiều xe, 3 ngày nữa mà không bán được cái xe này thì mình sẽ mang ra dọn luôn bán. Đây là nhựa zin mà chưa có sơn nha. Xe này là màn hình, có màn hình, có USB được luôn hết ha. Xe này chủ nhà cũng có đồ chơi nè, đèn này, đèn ban đêm nè ha, đèn ban đêm cái gì quá trời thôi, chức năng à, đèn đèn gầm anh chị nè, nè. Ừ, đủ loại đèn hết, đây công tắc nè, đủ thứ hết. Nhiều chỗ bán xe như cái đồ chơi này người ta luộc ra hết để người ta bỏ cho mấy cái xe mà cao cấp á, nhưng mà bên mình thì xe có sao mình bán vậy cho rồi. Ồ, màn hình xịn luôn nha, màn hình này có YouTube luôn nè anh chị ơi, wow, đã chưa, rẻ rẻ cùn cùn thôi nhưng mà đầy đủ chức năng hết nha. Xem pháp anh có được không nha. Đêm. Đêm thấy. À, ghi lộ pháp. À, chưa có mạng nha anh chị, chưa có mạng. Chưa có mạng luôn. Để có remote luôn luôn. Đề rất là dễ nổ ha. Đề cái nó nổ liền à. Bật chế độ máy lạnh không?
một dàn chú tiểu mini, có cái đồng hồ luôn, có cả hai giá nước luôn, có cái đồ luôn. Chân này bằng nỉ ha, bằng nỉ gòn nè. Tay lái nhẹ ha, máy lạnh. Ok luôn nha anh chị. Bây giờ mình sẽ đi ra cái phần kính bấm lên xuống rất là nhạy ha, cũng được dán chống nóng rồi. Đây anh chị, mấy cái nắp cửa này là sơn zin hết rồi ha. Nhựa này còn nguyên ha, sàn không bị rách, ghế cũng không bị rách luôn. Sao hai cái cửa sau bị chốt rồi không biết này, không biết nhấn nút gì mà chốt rồi. Đây sơn zin này, đây mấy cái đèn người ta độ ha. Đây là người ta dán thêm chống ồn nha anh chị. Chống ồn ha. Đây mấy công tắc, chế thêm mấy cái đèn ha. Đèn gì đó. À có cái này nữa ha. Rất là hay ha. Máy nổ anh chị nè, em ru. Xe này là xài bình xăng con, rất là dễ sửa luôn ha. Phần đầu này, ốc cabo zin nè, còn nè. Phần đầu không bị lỗ luôn anh chị ơi, ghê. Phần này nè, không bị lỗ luôn ha. Đây đèn bi người ta chế thêm, cái dằn này cũng không bị lỗi luôn. Chỗ này người ta làm cho nguyên một cùm, cái này là đờ le người ta chế thêm ha. Đờ le ví dụ như đèn người ta nâng cấp đèn là chắc chắn là phải chế thêm rồi ha. Xe này rất là rin. Nhiều khi bán rẻ quá thì đâm ra người ta sẽ nghi ngờ, kêu ở trên đời làm gì có cái gì mà rẻ thế ha, của rẻ là của ôi ha, nhưng mà người ta không tin. Nhưng mà anh chị có thể đến trực tiếp xem ha. Nói như mấy này là sơn zin này, sơn zin này ha, sơn zin này cái sơn của nó bóng ha, nhiều hạt này. Sơn zin này, sơn zin này. Thôi mình sẽ để đây và chờ anh em nào ví dụ như là có cảm tình và cảm thấy hứng thú cái xe này thì hãy liên hệ trực tiếp bên bộ phận bán hàng nha, theo số điện thoại 077 5522, số điện thoại 0988 11554 nha. Thì kế bên cũng có một chiếc Jolly nè, xe này cũng đang bán đời 2005 bản đủ nè. Con này thì cũng đang bán rẻ luôn cho anh em về dọn nè. Giá cũng có 115 triệu ha. Xe này thì sơn zin còn nhiều luôn anh chị nhé, sơn zin còn nhiều hơn bạn đủ luôn nhé. Gì theo thôi, fan xin chào, hẹn gặp anh em và con với những clip tiếp theo nhé. Và anh em nào mà có xe bán hoặc là xe số xấu, xe rẻ gì đó bán cho mình quay mình bán rẻ cho bà con, những cái anh chị kinh tế thấp, anh chị đó sẽ mua những cái xe này về chạy đi tạm hoặc là trong thời gian đi ai có lời thì bán nha.